Xin chào quý anh em đã quay trở lại với review áo khoác cao cấp chính hãng của Lavasor. Trước mắt anh em là một con jacket đu đắc nha anh em, một cái dạng áo khoác bây giờ rất là thịnh hành, đó là cái icon của những cái hình cartoon hoạt hình. Nó đã lên ngôi anh em. Đây là trước mắt anh em là một con thỏ tiny. Nó con này là nhân vật hoạt hình, nó rất là nổi tiếng luôn. Và xung quanh là nó đang cầm cái củ cà rốt đó nè. Có cái tên là Ben Organ nè anh em. Đó, nó theo chữ Ben Organ. Thì đây là mặt trước nè, mặt trước của con đồ đắc, đôi con này là chính hãng, nó thì vài triệu đồng, anh em có thể inbox để biết giá cụ thể ha, tầm 2 triệu mấy thôi, là một con siêu phẩm chính hãng và mới 100%, không phải là hàng high end. Và mình Lava thì không có bán hàng high end, anh em khẳng định luôn là mình bán hàng mới thôi, chủ yếu là mới, hầu như là 90%, trừ những khách nào mà họ dạng họ dùng rồi mà có việc gấp quá họ kêu mình bán giùm á, thì cái đó là high end. Nhưng mà sẽ cái giá nó rất là phải chăng, còn cái này là hàng mới 100%. Thì mấy anh em BM thì có thể thấy nó cao thì cái đó là phải thật là thông cảm, bởi vì hàng mới không có rẻ ha, hàng mới chính hãng thì không có rẻ. Và những áo này nó rất là chất lượng, như cái con này nó được làm bằng vải dạng như vải cái loại này, để mình định hình lại coi kỹ cái thông số kỹ thuật của nó. Vải này là vải kaki anh em, loại dày nha, cái vải kaki loại tốt nhất, chứ không phải là vải kaki để mà may quần anh em mặc bình thường đâu, hay là những cái áo khoác đơn giản đâu, đây là vải kaki rất dày. Ok, mình sẽ có chi tiết cho anh em biết được cái độ tinh xảo và chi tiết của con áo này nó đến đâu nha, tại sao nó lại đắt tiền ha. Thật ra 2 triệu mấy thì không có đắt, đối với những người biết chơi, những người chơi đồ thì nó rất là rẻ thôi. Ok, đây là hãng đu đắc nè anh em, rất là đẹp luôn. Đây là chữ Ben Organ nè, sẽ qua chi tiết theo full tất cả mọi thứ, không phải là hàng anh con thỏ nè anh em. Cúc áo nè rất chi tiết, rất đẹp. Con thỏ được theo full tất cả các chi tiết luôn, để mình đi cận cảnh camera vô cho anh em thấy ha. Đó, thấy chưa, cái cụ cà rốt của nó nè, theo trình chi tiết đó. Cái dạng áo khoác cartoon icon jacket đó, nó đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới luôn, và những cái hãng brand tầm trung họ hay làm con này, họ bán lắm anh em. Cho nên là nó đầu tư mẫu, bởi vì nó đang hot đó, thì nó rất là nhiều mẫu và rất đẹp. Tại vì nó chạy hàng cho nên là anh em biết rồi, sẽ có nhiều mẫu mã, và cái hãng đu đắc này là số 1 đó nè, trong cái dòng Icon Jacket đó, nó là số 1 luôn. Những cái dòng mà Icon Cartoon Jacket nha. Đó, nếu mà anh em hay mua đồ chơi đồ là anh em biết những cái áo đó. Ok, anh em sẽ biết về cái đu đắc liền. Đó, biết cái giá trị của nó. Ok, đây là mặt trước, mình xin review mặt sau cho anh em coi. Để mình tí mình đảo lại xong quay cho anh em coi. Thì bên mình là Lavastor này nè, đã có 8 năm uy tín trong giới order phân phối áo khoác chính hãng cao cấp tại Việt Nam, từ những dòng áo theo Sukajan cho đến Vesti Baseball Jacket, Basketball Jacket, và rất là nhiều cái thể loại, những cái thể loại áo mà cao cấp chính hãng là Lavastor đều có. Những cái dạng brand của nước ngoài á nè, dạng local brand của nước ngoài á, thì Lavastor phân phối thì rất được anh em ủng hộ trong vòng 8 năm nay. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Và đối với những bạn mới thì hãy tin tưởng, tại vì mình đã dám quay như vậy rồi á, mình chứng tỏ cái hàng của mình ở chất lượng. Chứ còn nếu mà hàng không đúng á, hay hàng nhái, quay như vậy là không được anh em ha. Ok, mình sẽ quay chi tiết cho anh em. Đây là mặt lưng, nó sẽ trình bày một cái đầu thỏ có cái tai rất là dài luôn, cái chữ Ben Organ ở đây. Và cái nền đây là chất liệu, nhắc lại chất liệu đây là kaki loại tốt nhất, rất là dày luôn ha. Mình sẽ quay chi tiết cho anh em coi. Đây, chất liệu kaki rất là dày luôn, chữ Ben Organ giống như trước. Con thỏ theo full, con thỏ không phải là hàng in mà là hàng theo full, cực kỳ đẹp. Cái màu nó rất là đẹp luôn, và cái này nó không có ra màu, anh em yên tâm ha. Ok, mình xin kết thúc review ở đây. Anh em nào mua thì hãy xin vui lòng liên hệ với Zalo của chủ shop là 0783490288 cho anh em, mình là phi chủ shop luôn, 24/24, anh em chat lúc nào cũng có người rep hết á. Anh em có thể gọi trực tiếp cho mình 0783490288 nha, hoặc inbox cho fanpage với 130.000 lượt like. Rất là lâu rồi, 8 năm rồi mình làm fanpage, đó là Lavastor, với địa chỉ, cái address là www.facebook.com/lavastor.clothing, hoặc là instagram.com/lavastor.clothing cũng là của mình.
và mình có kênh TikTok nữa, tiktok.com/sẹtlabrador.gluten. Anh em có thể coi ở bất kỳ kênh nào cũng là những cái mẫu mà mình đã đăng và bán được cho khách ha. Và những mẫu mới mình update liên tục 1 đến 3 ngày là mình update mẫu, hàng chục mẫu, hàng 20-30 mẫu là những cái mẫu đẹp và hot nhất hiện tại trên thị trường local brand, thường là của Á Châu. Một số local brand là của Mỹ, họ phân phối ở Á Châu thì mình cũng tìm cách order những cái mặt hàng từ những cái nước, những cái bên thứ ba, những cái nước rất là hiếm luôn, không nhập về Việt Nam được, phải nhập qua 2-3 nước trung gian, rất là khó luôn. Ok, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào video clip lần sau. Xin chào tạm biệt.